là Adrian, tôi 8 tuổi, tôi học lớp 3, Trump LSIS. Tôi thích bơi, tôi thích ăn cơm sương bởi vì nóng và nốt. Cơm sương is a pork chop rice with grilled pork and an egg omelet, and it's delicious. And with broken rice, and it's popular in Ho Chi Minh City.